ASEAN nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và phát triển các nguồn năng lượng bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh của các nền kinh tế trong khu vực. Đây là cam kết của các bộ trưởng năng lượng ASEAN tại hội nghị lần thứ 31 vừa được khai mạc vào sáng ngày 25 tháng 9 tại Bali, Indonesia. Các phóng viên thường trú đại diện Việt Nam tại ASEAN thông tin thêm chi tiết. Theo số liệu công bố tại hội nghị, nhu cầu về năng lượng của ASEAN từ nay đến năm 2030 tăng bình quân 4,5% mỗi năm. Theo xu hướng này, ASEAN sẽ từ cộng đồng các nước xuất khẩu năng lượng thành nơi sẽ phải đi nhập khẩu năng lượng. Tất cả các nước ASEAN nhất trí rằng nhu cầu năng lượng của chúng ta tăng lên bởi các nền kinh tế ASEAN đều tăng trưởng, và chúng tôi đều nhất trí rằng tất cả các nhu cầu về năng lượng cần được đáp ứng. Đó là lý do tại cuộc họp này, chúng tôi đã thảo luận làm thế nào để đáp ứng nhu cầu năng lượng của khối. Tại hội nghị, các bộ trưởng năng lượng ASEAN đã nhất trí việc giảm dần sử dụng năng lượng từ dầu mỏ, đẩy mạnh các chương trình hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo, hợp tác về năng lượng hạt nhân dân dụng và đẩy mạnh kết nối hệ thống năng lượng ASEAN. Trong đó, các bộ trưởng cam kết thúc đẩy nhanh hơn hai dự án hạ tầng quan trọng là dự án đường ống khí đốt xuyên ASEAN và dự án mạng lưới điện ASEAN. Không chỉ đối với Việt Nam mà đối với các nước ASEAN, khi mà chúng ta kết nối được cái hạ tầng năng lượng nói chung, trong đó có các cái đường dây truyền tải điện và cái hệ thống đường dẫn khí, thì nó sẽ giúp cho mỗi một nước ASEAN, trong đó có Việt Nam chúng ta, là sẽ chủ động hơn trong cái việc đảm bảo cái nguồn năng lượng, có cái điều kiện để hợp tác và phối hợp trợ giúp lẫn nhau khi mà xảy ra những cái mối đe dọa về năng lượng. Kết thúc hội nghị, các bộ trưởng năng lượng ASEAN đã ký kết bản ghi nhớ kéo dài thời hạn thực hiện dự án đường ống dẫn khí xuyên ASEAN đến năm 2024 và nhất trí tiếp tục triển khai kết nối mạng lưới điện ASEAN thông qua việc thúc đẩy các dự án điện song phương và tiến tới kết nối toàn khu vực. Trong đó tiêu biểu có dự án kết nối điện giữa Việt Nam và Lào và dự án sản xuất điện giữa Indonesia và Malaysia. Các bộ trưởng năng lượng ASEAN cũng nhất trí tổ chức hội nghị bộ trưởng năng lượng ASEAN lần thứ 32 và các hội nghị liên quan tại Lào vào năm 2014. Hữu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam đưa tin từ Bali, Indonesia.